Thầy sẽ cùng các em chúng ta sang ví dụ xem như thế nào. Thầy gọi M là một trung điểm của đoạn thẳng AB. Các em nhìn nhá. Thầy gọi M là trung điểm đoạn thẳng AB. Yêu cầu tính độ dài AM và BM, biết AB bằng 6. Rất đơn giản, đúng không nào? Chúng ta có M là trung điểm AB thì MA bằng MB bằng AB trên 2 rồi, đúng không? Vậy chúng ta có M là trung điểm thì ta có AM bằng MB bằng AB trên 2, tức là bằng 6 trên 2 và bằng 3 thôi, đúng nào các em? Nào chúng ta có nhé, ví dụ một của thầy nào. Ví dụ một của thầy thầy có như sau: M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Nào, vì M là trung điểm, M là trung điểm của cái đoạn thẳng AB, đoạn thẳng AB. Vậy thì sẽ suy ra, thầy sẽ suy ra MA bằng MB và bằng AB trên 2. Đúng chưa? Mà AB của thầy thì bằng 6 cm. Vậy do đó, là MA bằng MB bằng 6 trên 2 và bằng 3 cm. Ok chưa? Đấy, rất đơn giản đấy, ta giải quyết ví dụ 1 thôi.